kế hoạch xây dựng một sân bay lớn để cung cấp hậu cần cho NATO. UAV thay đổi giao tranh hiện đại, tạo sức ép buộc EU phải thích ứng. Ukraine chốt chặn Nga ở Zaporizhia, EU bắn tín hiệu mới cho Kiev. Pháo HIMARS bị Nga tập kích, Ukraine lo ngại về năng lực trinh sát của Moscow. Mỹ sở hữu tiêm kích tàng hình đầu tiên trên thế giới có thể sử dụng vũ khí hạt nhân, Ngày 8 tháng 3, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho rằng cần xây dựng một sân bay lớn ở nước này để cung cấp hậu cần cho lực lượng NATO ở Đông Âu. Trang mạng Top War dẫn lời Tổng thống Duda nói, dựa trên nền tảng an ninh của Ba Lan, chúng ta cần một sân bay có thể tiếp nhận các máy bay vận tải quân sự lớn nhất, có thể tiếp nhận nhiều máy bay này và có thể tiếp nhận chúng một cách nhanh chóng. Ông Duda ủng hộ việc nhanh chóng xây dựng cơ sở như vậy, cho rằng việc xây dựng một trung tâm hàng không sẽ làm tăng đáng kể mức độ an ninh của đất nước trước những rủi ro và thách thức hiện có. Trên thực tế, chính quyền Ba Lan từ lâu đã thảo luận về triển vọng xây dựng cảng giao thông trung tâm CPK, được thiết kế để trở thành trung tâm hàng không lớn nhất châu Âu. Cơ sở này có thể được xây dựng cách Warsaw khoảng 40 km về phía tây nam. Tháp Ua bình luận, ông Duda đang muốn nâng cao vai trò của Ba Lan trong NATO vì điều này sẽ liên quan cả nguồn tài trợ bổ sung từ Mỹ và các thành viên khác, cũng như tầm quan trọng chính trị ngày càng tăng của Warsaw. Tuy nhiên, trang này cũng cho rằng kế hoạch của nhà lãnh đạo Ba Lan cũng có thể bao gồm thực tế là Va đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột vũ trang tiềm tàng ở Đông Âu và muốn đảm bảo việc chuyển quân Mỹ nhanh chóng tới nước này cũng như các lực lượng từ các quốc gia thành viên NATO khác. Ở một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga mới đây thông báo bắn hạ 47 UAV cáo buộc Ukraine mở đợt tập kích nhắm vào 4 tỉnh sát biên giới. Bộ Quốc phòng Nga ngày 9 tháng 3 cho hay, loạt máy bay không người lái UAV của Ukraine đã bị phòng không bắn hạ ở các tỉnh Belarus, Kursk, Volgograd và Rostov Rostov là tỉnh phát hiện nhiều UAV xâm nhập nhất, trong đó giới chức Nga thống kê đã bắn hạ 41 chiếc. Tỉnh được xem là điểm trung chuyển hậu cần quan trọng của quân đội Nga cho chiến trường Ukraine. Sở chỉ huy quân khu miền Nam của Nga đặt tại thành phố Rostov-on-Don thuộc tỉnh Rostov là một trong những cơ sở chỉ huy tiền tiêu chủ lực cho xung đột Ukraine. Ngoại trưởng Ba Lan vừa tuyên bố rằng khả năng phương Tây điều quân tới Ukraine để tham chiến là điều không thể loại trừ. Cụ thể, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslav Sikorsky nói rằng kịch bản phương Tây điều quân tới Ukraine để ngăn chặn quân đội Nga không phải là điều không thể nghĩ tới. Ông Sikorsky phát biểu trước Quốc hội Ba Lan vào hôm mùng 8 tháng 3 để phản ứng lại bình luận trước đó của Tổng thống Pháp Macron về khả năng triển khai quân phương Tây tới Ukraine để ngăn chặn Nga chiến thắng trong xung đột vũ trang này. Theo tin tức của tờ European Pravda, ngoại trưởng Sikorski cũng nhắc tới liên quân liên hợp quốc cung cấp các đơn vị chiến đấu giúp đỡ Hàn Quốc vào ngay đầu chiến tranh Triều Tiên năm 1950. Ông Sikorski tuyên bố: "Đó là lý do tôi hoan nghênh sáng kiến gần đây của Pháp, bởi vì theo quan điểm của tôi, có ý định tốt đằng sau sáng kiến đó, ấy là làm cho tổng thống Nga tự hỏi bước tiếp theo sẽ là gì, thay vì cứ để cho ông ấy biết chắc chúng ta sẽ chẳng làm gì cả, đồng thời tự lên kịch bản của riêng mình." Thủ tướng Slovakia Robert Fico cũng gợi ý rằng một số nước thành viên NATO và EU đang xem xét tình huống họ sẽ gửi quân tới Ukraine trên cơ sở song phương. Sau cuộc gặp với ông Macron, Tổng thống Séc Petr Pavel đã nói ông ủng hộ tìm kiếm giải pháp mới để hỗ trợ cho quân đội Ukraine, bao gồm việc tiếp tục trao đổi về khả năng đưa quân bộ vào Ukraine. Trong diễn biến có liên quan, theo hãng tin RT, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho rằng thời kỳ hòa bình ở châu Âu đã qua từ lâu và phía trước là một tương lai ảm đạm của lục địa này trong bối cảnh căng thẳng tiếp diễn với Nga. Ông Tusk tuyên bố tại cuộc họp của Đảng Nhân dân châu Âu EPP ở thủ đô Bucharest của Rumani ngày 8 tháng 3 rằng, thời bình đã qua, thời kỳ hậu chiến đã kết thúc, chúng ta đang sống trong thời đại mới, thời kỳ tiền chiến tranh. Ông nói, xung đột chống lại xu hướng toàn trị, tham nhũng và dối trá đang diễn ra trên nhiều mặt trận. Minh họa rõ nét nhất cho điều này là những gì đang xảy ra trong cuộc xung đột ở Ukraine. Thủ tướng Ba Lan cho biết thêm, chúng ta đang phải đối mặt với một lựa chọn đơn giản, hoặc chúng ta chiến đấu để bảo vệ biên giới, lãnh thổ và các giá trị của mình, cũng như bảo vệ công dân và thế hệ tương lai của mình, hoặc chấp nhận lựa chọn thay thế là thất bại. Ông Tusk đưa ra bình luận của mình trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine bước sang năm thứ ba, cùng việc nhiều nguyên thủ quốc gia EU đổi mới cam kết tiếp tục viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trước đó cho biết, khối này nên chuẩn bị cho một cuộc đối đầu có thể kéo dài hàng thập kỷ. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố trong bài phát biểu thông điệp liên bang mùng 8 tháng 3 rằng Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine và cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin gieo rắc hỗn loạn khắp châu Âu và hơn thế nữa. Moscow đổ lỗi cho phương Tây đã kích động căng thẳng hiện nay, cho rằng việc NATO mở rộng về phía đông là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hoạt động quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Moscow không có ý định tấn công các quốc gia thành viên NATO trừ khi nước này bị tấn công trước. Theo truyền thông Ukraine, các binh sĩ tiểu đoàn biệt lập số 79 của nước này phối hợp với lực lượng phòng vệ lãnh thổ đã chặn hướng tấn công của Nga ở tỉnh Zaporizhia. Các lực lượng này đã sử dụng miền kích nổ từ xa, đạn cối, súng phóng liệu tự động MK-19, máy bay không người lái UAV và nhiều vũ khí chống tăng để đối phó quân Nga. Theo đoạn video được min.in.ua, đăng tải, đối phương đã tổn thất một xe tăng, 5 xe bọc thép, một xe phá mìn UR-77 cùng một vài xe quân sự khác. Bộ Quốc phòng Nga tới nay chưa bình luận về những thông tin về hình ảnh được min.in.ua công bố. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grand Sáp trong chuyến công du Ukraine gần đây tuyên bố rằng chính quyền London sẽ phân bổ 325 triệu bảng Anh, gần 418 triệu đô la Mỹ để mua 10.000 máy bay không người lái UAV cho các lực lượng vũ trang Kiev. Theo ông Sáp nhận định, các UAV do Anh và các nước đối tác cung cấp cho Ukraine đã chứng minh được tính hiệu quả cao trên tiền tuyến kể từ khi xung đột nổ ra, khi cung cấp thông tin tình hình xung đột để thực hiện các đòn tập kích vào đối phương. Trong một diễn biến liên quan khác, Liên minh châu Âu đang có kế hoạch đưa ra khuôn khổ đàm phán cho các cuộc thảo luận gia nhập khối của Ukraine trong tuần tới. Đây là thông tin được đánh giá sẽ giúp nâng cao tinh thần cho Kiev trong bối cảnh gặp khó khăn trên tiền tuyến. Ủy ban châu Âu EC khuyến nghị các quốc gia thành viên áp dụng khuôn khổ này ngay khi Ukraine hoàn thiện các điều kiện còn thiếu. Khuôn khổ đàm phán thiết lập các chỉ dẫn và nguyên tắc cho việc đàm phán gia nhập. Hội đồng châu Âu sẽ giới thiệu khuôn khổ này thì các cuộc đàm phán bắt đầu. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, Vandis Dombrovskis, EC đã bắt đầu phân tích toàn diện về sự phù hợp của luật pháp Ukraine so với luật pháp của EU. Kiev đã nộp đơn xin gia nhập EU vào ngày 28 tháng 2 năm 2022 các nhà lãnh đạo EU đã đồng ý mở cấp cuộc đàm phán về tư cách thành viên của Ukraine vào tháng 12 năm 2023. EU đã đặt ra một số yêu cầu quan trọng cho Ukraine, bao gồm cả cách tư pháp, vận động hành lang và quyền của các nhóm thiểu số. Tháng 12 năm 2023, Phó tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Iho Zhokka cho biết Ukraine đã đáp ứng hơn 90% các khuyến nghị của EC. Trước đó, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cũng nói Ukraine đã gần như đáp ứng mọi yêu cầu EU đặt ra để bắt đầu đàm phán gia nhập, theo báo The New Voice of Ukraine. Bloomberg nhận định việc đạt được tiến bộ trên con đường gia nhập EU sẽ giúp nâng cao tinh thần cho Kiev trong bối cảnh Ukraine đang gặp khó vì thiếu hụt đạn dược và nhân lực trong cuộc xung đột với Nga. Còn gói viện trợ 61 tỷ đô la Mỹ của Washington đang bị chặn lại ở Quốc hội Mỹ. Nhưng ngay cả khi EU bật đèn xanh cho Ukraine, việc đàm phán gia nhập sẽ mất rất nhiều năm trong bối cảnh tác chiến hiện đại có nhiều thay đổi do máy bay không người lái uav chính phủ các nước trong liên minh châu âu eu đang đứng trước sức ép phải rút ra bài học từ hoạt động của uav ở ukraina và các xung đột gần đây bao gồm cả gaza uav đã nhanh chóng phát triển từ chỗ chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong tác chiến quân sự đến chỗ trở thành một nhân tố thiết yếu trong giao tranh hiện đại trong bối cảnh xung đột nga ukraina khốc liệt nhu cầu về uav gia tăng mạnh trên toàn cầu UAV có tác dụng giúp mở rộng nhận thức tình báo theo thời gian thực, cải thiện khả năng ngắm mục tiêu, chế áp và phá hủy hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của đối phương. Ngày nay, UAV các kích cỡ đang được sử dụng với số lượng lớn, tạo ra thách thức mạnh mẽ đối với khả năng ngụy trang, ẩn mình và sống sót trên tiền tuyến. Tương tự, năng lực chống UAV đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ binh sĩ và cơ sở hạ tầng. Theo cựu Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaludny, UAV đóng vai trò then chốt trong nỗ lực chiếm ưu thế trên không. Còn thiết bị chống UAV thì ngày càng quan trọng trong việc bảo vệ lực lượng quân sự trên tiền tuyến. Ngoài ra, nhu cầu lớn về cung cấp UAV cho tiền tuyến đã thúc đẩy ở Ukraine cách tiếp cận năng động toàn xã hội, huy động lực lượng của mọi thành phần, đóng góp vào việc phát triển, thu mua, sản xuất và đào tạo sử dụng UAV. Xung đột mới đây giữa Israel và Hamas là một ví dụ nữa về sử dụng UAV trong thời hiện đại tổ chức vũ trang hồi giáo hamas đã khai thác uav để dọn đường cho hoạt động tấn công miền nam israel uav hamas đánh vào hệ thống liên lạc công nghệ cao của israel các mạng cảm biến và súng máy điều khiển từ xa của nước này tuy nhiên uav không hoạt động độc lập chúng nên được xem như phương tiện tăng cường hiệu quả quân sự chứ không phải là vũ khí diệu kỳ vạn năng tính hiệu quả của uav phụ thuộc khả năng tích hợp vào một hệ thống quân sự rộng lớn kết hợp nhiều năng lực trên nhiều lĩnh vực bao gồm không gian mạng internet xâm nhập và xử lý thông tin tình báo, tác chiến điện tử. Nhóm nghiên cứu Federico Bosari và Gordon B. Skip David Zaya đã đánh giá tác động của UAV lên tiền tuyến. Họ phát hiện ra rằng UAV đang trở thành nhân tố tất yếu đối với tác chiến ngày nay. Trong tương lai, vai trò của UAV sẽ tiếp tục mở rộng hơn nữa và NATO đứng trước áp lực phải thích ứng nhanh chóng. Theo nhóm nghiên cứu trên, Liên minh châu Âu và các nước thành viên cũng cần đẩy mạnh tích hợp công nghệ UAV và chống uav vào hàng loạt văn bản và sáng kiến phòng thủ bao gồm kế hoạch phát triển năng lực eu song song với đó các nước eu cần bắt đầu mở rộng các dự án hợp tác quốc phòng về uav và chống uav tập trung vào khả năng hoạt động liên hợp tất nhiên không hẳn là eu chưa làm gì cho vấn đề uav thế nhưng các dự án hợp tác của eu về cả uav lẫn chống uav vẫn khiêm tốn cả về quy mô giá trị chỉ ở mức thấp hàng triệu euro cũng như số lượng quốc gia thành viên tham gia đối với phát triển năng lực chống UAV, đầu tư và hợp tác của EU thậm chí còn ở mức khiêm tốn hơn nữa, dù rằng EU xem đây là một ưu tiên. Hiện nay, dự án trị giá duy nhất là một sáng kiến nghiên cứu và thiết kế trong 2 năm với nguồn vốn 13,5 triệu euro, liên quan 14 quốc gia nhằm dọn đường cho năng lực chống UAV chung của châu Âu. Ngoại trưởng Ukraine kêu gọi các nước đồng minh tăng cường và đẩy nhanh tốc độ trợ giúp Kiev trong cuộc xung đột với Nga đặc biệt là cử các nhóm chuyên gia huấn luyện quân đến nước này nếu cần. Theo báo Pravda của Ukraine, Ngoại trưởng Dmitry Kuleba đã đại diện Kiev đưa ra kiến nghị trên tại một hội nghị trực tuyến với các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao của các quốc gia đồng minh về viện trợ cho Ukraine. Ông Kuleba đã thúc giục các đại biểu dự họp đưa ra quyết định dựa trên hai nguyên tắc là nhanh hơn và nhiều hơn nữa. Nhà ngoại giao hàng đầu của Kiev bày tỏ, nếu có thể huấn luyện thêm binh sĩ Ukraine hiệu quả hơn ở Ukraine thay vì ở nước ngoài, đây chính là giải pháp chúng tôi cần. Ông Kuliba cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải sản xuất và mua thêm nhiều đạn dược, tên lửa cho Ukraine, đồng thời tạo cơ hội sửa chữa những thiết bị hư hỏng vì xung đột ở chính đất nước của ông. Quan chức này muốn tăng tốc độ sản xuất vũ khí ở châu Âu càng sớm càng tốt để đáp ứng nhu cầu của cả Ukraine và các đối tác trong khu vực. Trước đó, Kiev được cho là sẽ không dễ dàng để vận hành những chiếc tiêm kích đa năng hạng Diva của phương Tây trong thời chiến. Ukraine đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của các máy bay phản lực. General Dynamics F-16 Fighting Falcon trong những tháng tới. Nhưng việc kết hợp máy bay chiến đấu siêu thanh một động cơ vào kho vũ khí của họ sẽ gặp nhiều thử thách, không chỉ là đào tạo phi công. Những người lính của Kiev cần học cách sửa chữa, bảo trì và giấu những chiếc Falcon khỏi radar, tình báo và vệ tinh của Nga. Ông Yuri Inat, người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine cho rằng F-16 vận hành dễ dàng hơn, hiện đại hơn và tự động hóa hơn MiG. Nó giống như một chiếc máy bay phản lực lắp ghép bạn chỉ cần lấy ra một bộ phận bị hỏng và gửi nó đi sửa chữa. Quan chức này nói và cho biết thêm, đây là chiếc máy bay phản lực phổ biến nhất trên thế giới. Một, nó rất dễ bảo trì. Thứ hai, nó có thể thực hiện những nhiệm vụ mà Ukraine cần ở giai đoạn này của cuộc chiến. Một kỹ thuật viên Ukraine tên Iho đang được huấn luyện với F-16 cũng khẳng định, ban đầu khi làm quen với hệ thống này, chúng tôi thấy có vẻ khó hiểu và không thực tế khi xét đến tình hình thực tại. Nhưng bây giờ tôi hiểu rằng nó đơn giản hóa công việc rất nhiều, tiết kiệm thời gian. Những chiếc F-16 đã phục vụ trong lực lượng không quân phương Tây trong 45 năm sẽ vừa được tăng cường số lượng lớn cho không quân Ukraine, vừa mang lại cho lực lượng này khả năng mạnh mẽ hơn nhiều để chống lại Nga. Mặt khác, ý tưởng đưa quân đến Ukraine vốn là điều cấm kỵ, đặc biệt khi NATO tìm cách tránh bị kéo vào cuộc chiến rộng hơn với Nga, quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Lãnh đạo các nước cho biết không muốn lực lượng của mình tham gia trực tiếp vào cuộc chiến, cũng như không muốn đụng độ trực tiếp với Nga. Trong khi đó, Tổng thống Séc Petr lại ủng hộ phương Tây tìm kiếm ý tưởng mới nhằm hỗ trợ Ukraine. Trong đó có khả năng gửi quân nhân đến Ukraine tham gia những hoạt động phi tác chiến. Ông cho rằng phương Tây không nên loại bỏ hoàn toàn đề xuất của Tổng thống Pháp và kêu gọi các đối tác không tự giới hạn bản thân không cần thiết. Tổng thống Bet-Baven lập luận rằng các đồng minh của Kiev vẫn có thể gửi lực lượng huấn luyện đến Ukraine mà không trực tiếp tham chiến miễn là không vi phạm các quy tắc quốc tế. Ông nói dù đang bị tấn công, Ukraine vẫn là một nước có chủ quyền chúng ta có thể lựa chọn mọi hình thức giúp đỡ. Ngày 5 tháng 3, Bộ trưởng Quân đội Pháp, ông Sebastian Lecuno, thông báo ba công ty Pháp sẽ thiết lập quan hệ đối tác với các công ty Ukraina đặc biệt trong lĩnh vực thiết bị quân sự và máy bay không người lái, để sản xuất linh kiện trên lãnh thổ quốc gia Đông Âu này và có thể cả đạn dược trong tương lai. Theo kế hoạch, các cơ sở đầu tiên sẽ đi vào hoạt động mùa hè này Ông Lekunu cũng tiết lộ trong số những doanh nghiệp tham gia kế hoạch này có nhà sản xuất xe tăng KNDS. Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này không loại trừ bất kỳ biện pháp nào để hỗ trợ Ukraine. Trước đó, theo lãnh đạo các đảng chính trị tại Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cho biết cuộc phản công của quân đội Ukraine chỉ đạt kết quả hạn chế do thiếu đạn dược, trong khi Nga ngày càng thể hiện sự quyết tâm chinh phục Ukraine người đứng đầu nước pháp cũng cáo buộc nga đứng sau nhiều cuộc tấn công trên mạng nhắm vào nhiều quốc gia châu âu trong đó có pháp và đặc biệt là các lợi ích của pháp tại châu phi và biển đỏ đang bị tác động mạnh mẽ do đó theo ông macron pháp và phương tây cần phải tăng cường viện trợ cho ukraine để tránh một thất bại và nhất là không nên tự đặt ra những giới hạn trong cuộc xung đột này dù khẳng định sự ủng hộ dành cho ukraine nhưng lãnh đạo các đảng phái chính trị đối lập đều bày tỏ quan ngại và phản đối các phát biểu của tổng thống Pháp Macron về khả năng đưa quân vào Ukraine. Lãnh đạo Đảng cực hữu Tập hợp quốc gia, Jordan Padella cho rằng ông Macron đã có những tuyên bố thiếu trách nhiệm, đồng thời cho rằng vai trò của nước Pháp là cần phải đưa ra những lần danh đỏ. Chủ tịch Đảng những người cộng hòa cánh hữu, Eric Ciotti bày tỏ lo ngại quan điểm của ông Macron có thể khiến nước Pháp bị cô lập. Đại diện Đảng cực tả nước Pháp bất khuất, Manuel Pompat cho rằng người đứng đầu nước Pháp chưa đánh giá hết nguy cơ đối với đất nước, trong khi lãnh đạo đảng sinh thái Marine Tondelier cảnh báo giống như Pháp, nước Nga cũng đang sở hữu vũ khí hạt nhân. Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussen nhận định Tổng thống Pháp Macron đã không còn tin tưởng vào khả năng giải quyết xung đột thông qua đàm phán chính trị. Ông nói, Tổng thống Pháp muốn nói rõ với người dân Pháp với các đảng phái chính trị rằng quan điểm của nước Pháp đã thay đổi, sẽ không còn những lần danh đỏ, không còn những giới hạn tôi có suy nghĩ rằng nước Pháp của tôi đã không còn tin tưởng vào con đường đàm phán chính trị, tin vào hòa bình và có vẻ đã sẵn sàng trước nguy cơ xung đột gia tăng. Ông Macron cũng kêu gọi các đồng minh của Ukraine đừng trở thành những kẻ hèn nhát trong việc hỗ trợ quốc gia Đông Âu chống lại Nga, khiến Đức phản đối mạnh mẽ. Trong khi đó, viết trên tờ Le Monde, Ngoại trưởng Ukraine, Dmitry Kuleba cho hay, chúng tôi chưa bao giờ yêu cầu quân đội nước ngoài chiến đấu cùng. Chúng tôi luôn có niềm tin vào các chiến binh của mình. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, Ukraine cần thêm đạn pháo và tên lửa tầm xa, đặc biệt là hệ thống phòng không Patriot. Phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Pháp, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, ông Macron tin tưởng vào đường lối đánh bại Nga về mặt chiến lược và ông ấy tiếp tục nâng cao mức độ can dự trực tiếp của Paris vào xung đột. Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala tuyên bố nỗ lực gây quỹ nhằm mua đạn từ nguồn ngoài châu Âu để viện trợ cho Ukraine của 18 nước sắp có thành quả đầu tiên. Cụ thể, theo hãng tin AFP, Thủ tướng Fiala tuyên bố từ các nguồn ngoài châu Âu đã gây quỹ đủ tiền để mua 300.000 viên đạn pháo. Tuyên bố của ông Fiala chỉnh lại con số mới được Tổng thống Cộng hòa Séc Pet Pavel tuyên bố ngày 7 tháng 3. Khi ấy, ông Pavel khẳng định Kiev sẽ nhận 800.000 viên đạn pháo trong vài tuần tới, khi có đến 18 quốc gia đã cam kết ủng hộ. Ông Fiala cập nhật trên X, «Chúng tôi đã gây quỹ đủ tiền để mua lô 300.000 viên đạn pháo đầu tiên. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi là trao cho Ukraine nhiều hơn thế», Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm đối tác để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến đấu dũng cảm chống lại Nga. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh châu Âu chật vật trong việc cung cấp đạn dược cho Ukraine. Theo đó, Ukraine đang gặp nhiều khó khăn trên chiến trường, một phần do thiếu hụt vũ khí và đạn dược. Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận quân đội Ukraine phải rút lui khỏi thành phố chiến lược Avdiivka ở tỉnh Donetsk hồi giữa tháng 2 do không có đủ khí tài, đặc biệt là pháo và các loại vũ khí tầm xa. Ukraine rơi vào tình trạng này một phần do nguồn cung từ phương Tây sụt giảm. Liên minh châu Âu EU tháng 3 năm ngoái đã cam kết sẽ viện trợ cho Ukraine 1 triệu viên đạn pháo 155mm sau 12 tháng, song dự kiến chỉ có thể đáp ứng một nửa con số đó. Có viện trợ quân sự tiếp theo của Mỹ, quốc gia hậu thuẫn Ukraine, mạnh mẽ nhất từ đầu xung đột, cũng đang mắc kẹt tại quốc hội do vấp phải phản đối của Đảng Cộng Hòa. Ukraine đã nhiều lần phàn nàn về việc phương Tây chậm trễ trong việc cung cấp vũ khí và đạn dược cho nước này. Ở diễn biến khác, ủy viên thị trường nội địa EU Thierry Breton cho biết EU hứa cũng sẽ cung cấp đạn pháo cho Ukraine nhưng chưa bao giờ nói toàn bộ số đạn này sẽ được chuyển giao miễn phí. Ủy viên thị trường nội địa EU nói với đài truyền hình France Info rằng Ukraine không nên mong đợi EU cung cấp một triệu viên đạn pháo miễn phí. Ông Breton cũng cho rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đưa ra những cáo buộc không đúng rằng. EU đã không thực hiện lời hứa viện trợ một triệu viên đạn pháo cho Ukraine. Tổng thống Zelensky nói EU sẽ không thể cung cấp 520.000 viên đạn pháo cho Kiev vào tháng 3 như đã hứa. Trong một triệu viên đạn pháo EU đã hứa với chúng tôi, họ chưa chuẩn đủ 50% mà mới chỉ có 30%. Khi được hỏi về tuyên bố của nhà lãnh đạo Ukraine, ông Britain nói Tổng thống Zelensky đã hiểu sai. Ông giải thích rằng những số liệu mà ông Zelensky trích dẫn không tương xứng với thực tế, đồng thời nói thêm rằng Ukraine mong đợi tất cả số đạn pháo EU đã hứa sẽ được tặng miễn phí, nhưng điều đó không đúng. Ông Preton nói về cam kết của EU vào năm ngoái. Chúng tôi nói là cung cấp, chứ không phải tặng miễn phí. Ông cho biết EU mong đợi Ukraine sẽ thanh toán ít nhất một phần nguồn cung đạn pháo. Theo ông Preton kế hoạch cung cấp một triệu viên đạn pháo cho Ukraine của EU có ba nguồn chính. Nguồn đầu tiên là viện trợ, và EU đã chuyển cho Ukraine 300.000 viên đạn pháo miễn phí. Số đạn pháo này sẽ tăng lên 550.000 viên trong tháng 3. Nguồn thứ hai là chính phủ Ukraine phải mua đạn pháo trực tiếp từ các công ty quốc phòng của EU. Ông Britton cho biết, Ukraine đã mua khoảng 350.000 viên đạn pháo từ các nhà sản xuất kể từ khi cam kết được đưa ra. Cùng với số đạn pháo EU tặng miễn phí cho Ukraine, khối sẽ cung cấp cho Ukraine khoảng 900.000 viên đạn pháo vào cuối tháng 3 viện dẫn các nguồn tin chính thức tờ báo của anh cho hay dù thụy điển không có biên giới trực tiếp với nga nhưng vai trò của nước này trong cuộc xung đột tiềm tàng cũng không kém phần quan trọng theo đó thụy điển gồm cả đảo gotland mở ra các tuyến đường tiếp tế và tăng viện mới thụy điển sẽ cho phép các quốc gia thành viên nato sử dụng như một trung tâm vận tải tạo điều kiện thuận lợi cho estonia latvia và litva phòng thủ các quốc gia này trước đây dựa vào khoảng trống Suwaki hay hành lang Suwaki, vốn là một giải đất hẹp ngăn cách các nước vùng Baltic với Ba Lan. Ngoại trưởng Latvia Kristjanis Karins nhận xét, biển Baltic trở thành một cái hồ của NATO, nó giảm tính dễ bị tổn thương của các nước Baltic thông qua khoảng trống Suwaki. Toàn bộ an ninh của khu vực được củng cố mạnh mẽ hơn vì nó làm cho phía đông vùng Baltic giảm khả năng bị tổn thương. Trong khi đó, Thủ tướng Thụy Điển Các Bill nói, Việc Thụy Điển và Phần Lan trở thành thành viên NATO sẽ cho phép khối quân sự này coi Bắc Âu là một khu vực rộng lớn, không có khoảng trống nào trên bản đồ. Quan chức này chỉ rõ từ Nakva, Estonia tới nữ Greenland ở phía đông Tây và Kikernes, Na Uy tới Krakow, Ba Lan ở phía Bắc Nam. Các chuyên gia cảnh báo rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể lan sang châu Âu và cả các quốc gia khác, sau đó nó làm tăng nhu cầu kiểm soát và tiếp cận tốt hơn của NATO tại lục địa này tướng Vladimir Zarudnitsky, người đứng đầu Học viện Quân sự thuộc Bộ Tổng Tham mưu Nga cảnh báo cuộc xung đột ở Ukraine có thể gia tăng thành một xung đột toàn diện ở châu Âu. Trong diễn biến có liên quan, ngày 7 tháng 3, Thụy Điển đã chính thức gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Việc chuyển giao các tài liệu gia nhập của Thụy Điển đã được thực hiện tại một buổi lễ ở Washington, nước Mỹ. Theo đó, Thụy Điển chính thức trở thành thành viên thứ 32 của NATO. Trước đó, chính phủ Thụy Điển thông báo về việc Thủ tướng Ulf Christensen và ngoại trưởng Tobias Billstrom của nước này có chuyến thăm đến Washington. Phía Thụy Điển hiện đã bàn giao các tài liệu gia nhập NATO cuối cùng của nước này cho các đại diện Mỹ. Đây là bước cuối cùng cần thiết để hoàn tất tiến trình hai năm xin gia nhập liên minh quân sự. Thủ tướng Christensen đã ca ngợi một kỷ nguyên mới mang tính lịch sử trong chính sách an ninh của Thụy Điển. Thủ tướng Christensen nói bây giờ chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới nơi chúng ta thực sự lên kế hoạch chi tiết và chính xác những gì sẽ xảy ra trong những tháng đầu tiên chúng ta hiện đang ở vị trí giống như phần lan cách đây vài tháng hội nhập hoàn toàn đó là một sự thay đổi và rõ ràng là chúng ta sẽ phải thảo luận về khả năng của chúng ta ở đâu lợi ích tốt nhất mang lại cho tất cả các thành viên nato là gì hiện tại có rất nhiều cuộc thảo luận đang diễn ra và tôi mong đợi được là một phần trong đó Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng vừa lên tiếng ca ngợi việc Thụy Điển trở thành thành viên của liên minh, khẳng định quốc gia Bắc Âu này giờ đây đã có được sự đảm bảo an ninh tối thượng. Quyết định gia nhập của Thụy Điển giúp cho NATO mạnh mẽ hơn, Thụy Điển an toàn hơn và toàn bộ liên minh được bảo đảm hơn. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có thông điệp hoan nghênh Thụy Điển trở thành thành viên chính thức thứ 32 của NATO. Tổng thống Biden cho biết việc Thụy Điển chính thức gia nhập NATO sẽ giúp tăng cường an ninh xuyên đại Tây Dương. Tổng thống Biden nhấn mạnh NATO là liên minh quân sự lớn nhất trong lịch sử thế giới và ông hy vọng sẽ đón tiếp lãnh đạo của toàn bộ 32 quốc gia thành viên tại thượng đỉnh NATO ở thủ đô Washington mùa hè năm nay nhân kỷ niệm 75 năm thành lập khối này. Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO hồi tháng 5 năm 2022 và cần có sự nhất trí của toàn bộ các quốc gia thành viên liên minh này. Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn nỗ lực của Thụy Điển hồi tháng trước, Hungary là quốc gia cuối cùng trong số 31 thành viên NATO đưa ra quyết định tương tự. Việc Tổng thống Hungary chính thức ký dự luật phê chuẩn nỗ lực tham gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Thụy Điển chấm dứt rào cản cuối cùng sau 18 tháng chỉ hoãn nguyện vọng gia nhập NATO của quốc gia Bắc Âu này. Theo đài Russia Today, RT, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Litva Avidas Anusokas tuyên bố Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ triển khai các hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất ở nước này. Litva có chung đường biên giới với vùng Kaliningrad của Nga, cũng như giáp Belarus, một đồng minh thân cận của Moscow. Đài RT dẫn lời ông Anusokas, trong năm nay, hệ thống phòng không Patriot sẽ đi vào hoạt động, ít nhất là hoạt động một phần. Bộ trưởng Quốc phòng Litva cũng đề cập đến mục tiêu triển khai các chuyến bay tuần tra tương tự, các chuyến bay tuần tra thường xuyên của các máy bay NATO trên không phận Litva, Latvia và Estonia. Theo RT, trong năm 2023, Mỹ và các đồng minh ở châu Âu đã chuyển giao một số khẩu đội Patriot cho Ukraine. Như một phần trong nỗ lực hỗ trợ Kiev, khối liên minh do Washington dẫn đầu đã triển khai thêm lực lượng đến khu vực Đông Âu và các nước vùng Baltic trong những năm gần đây. Trước đó, NATO thông báo các nước thành viên Đức, Hà Lan, Romania và Tây Ban Nha đã ký hợp đồng mua 1.000 tên lửa Patriot trị giá 5,5 tỷ đô la Mỹ. Cơ quan mua sắm của NATO sẽ hỗ trợ các nước trong thương vụ này. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hoan nghênh động thái, gọi đây là khoản đầu tư kịp thời nhằm tăng cường an ninh của liên minh. Ông Stoltenberg nói, các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái UAV của Nga nhằm vào Ukraine cho thấy tầm quan trọng của hệ thống phòng không hiện đại. Tăng cường sản xuất đạn dược là chìa khóa cho an ninh của Ukraine cũng như của chúng ta. Mỗi tên lửa Patriot có giá khoảng 4 triệu đô la Mỹ. Theo NATO, thỏa thuận mua 1.000 tên lửa Patriot còn bao gồm các yếu tố khác như thiết bị thử nghiệm và phụ tùng thay thế để bảo trì trong tương lai. Patriot là tên lửa phòng không cho nhà thầu Mỹ Raytheon sản xuất và được quân đội Mỹ biên chế từ năm 1981. Biến thể Patriot PAC-2 có thể bắn trúng mục tiêu cách hơn 96 km và bay cao hơn 32 km. Mặt khác, trong những năm gần đây, Moscow đã nhiều lần bày tỏ mối quan ngại về việc NATO tăng cường lực lượng ở châu Âu cũng như sát ở biên giới Nga. Kể từ khi Nga triển khai hoạt động quân sự ở Ukraine, các nước NATO đã cung cấp cho Kiev nhiều thiết bị quân sự. Nga khẳng định bất kỳ vũ khí phương Tây nào ở Ukraine cũng sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công hợp pháp. Trước đó, theo hãng tin Sputnik, thông tin từ Tổng thống Belarus, Alexander Lukashenko công bố cho biết khoảng 32.000 binh sĩ NATO cùng hơn 1.000 xe bọc thép, 235 máy bay và trực thăng đã được triển khai gần biên giới Nga-Belarus. Ông Lukashenko nói, tình hình không hề yên bình hơn trên lục địa châu Âu, kể cả ở gần biên giới Belarus. Ở khu vực lân cận Belarus và Nga, khoảng 32.000 binh sĩ NATO và Mỹ đã đóng quân, hơn 1.000 xe bọc thép, khoảng 160 hệ thống pháo và súng cối, 235 máy bay và trực thăng cũng ở đó. Ngoài ra, NATO cũng đã triển khai cuộc tập trận quân sự có quy mô lớn nhất ở châu Âu kể từ những năm 1990 mang tên Operation Steadfast Defender. Sự kiện này kéo dài vài tháng và có sự tham gia của khoảng 90.000 binh sĩ. Hãng thông tấn Strana trích dẫn một nguồn tin ẩn danh từ văn phòng Tổng thống Ukraine tiết lộ. Hiện có rất nhiều câu hỏi về ông Kuleba, đặc biệt rất nhiều khiếu nại liên quan đến các ứng cử viên đại sứ do Bộ Ngoại giao cung cấp. Nguồn tin cho biết thêm, văn phòng của Tổng thống Zelensky nhìn chung không hài lòng với Bộ Ngoại giao. Ông Kuleba, 42 tuổi, được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Ukraine từ tháng 3 năm 2020. Trước đó, ông từng giữ chức Phó Thủ tướng phụ trách Hội nhập châu Âu, Đại Tây Dương và đặc phái viên của Ukraine tại Hội đồng châu Âu. Theo Stana, ứng cử viên tiềm năng nhất để thay thế ông Kuleba làm Ngoại trưởng Ukraine là Igor Zhehova, phó tránh văn phòng của ông Zelensky, phụ trách giám sát chính sách đối ngoại tại văn phòng tổng thống. Đại Đài RT lưu ý, bản tin của Strana được đưa ra trùng vào thời điểm ông Oleg Nikolenko, phát ngôn viên chính của Bộ Ngoại giao Ukraine xin từ chức. Hôm ngày 8 tháng 3, ông Nikolenko đã đăng một bức ảnh chụp mình cùng Ngoại trưởng Kuleba trên Facebook, đồng thời thông báo thời gian phục vụ của ông tại Bộ Ngoại giao sẽ kết thúc mà không nêu rõ lý do. Ngoại trưởng Ukraine được biết đến là người có những phát ngôn cứng rắn về vấn đề Ukraine-Nga. Ông từng viết trên mạng xã hội X rằng, những người kêu gọi Kiev đàm phán với Moscow là thiếu hiểu biết khi có thông tin đồng minh thúc đẩy nỗ lực này. Những người cho rằng Ukraine bây giờ nên đàm phán với Nga là thiếu hiểu biết hoặc đang bị lừa dối, hoặc họ đứng về phía Nga và muốn Tổng thống Vladimir Putin tạm dừng trước khi tiến hành một cuộc tấn công thậm chí lớn hơn. Ông Kuleba cho biết Ukraine đã tổ chức hàng trăm vòng đàm phán với Nga kể từ năm 2014 khi lực lượng ly khai mà Nga hậu thuẫn kiểm soát các vùng đất ở miền đông Ukraine và Nga sắp nhập bán đảo Crimea. Tuy nhiên, chúng không đem lại kết quả hòa bình lâu dài. Ngoại trưởng Ukraine nói thêm, không có cuộc đàm phán nào trong số đó ngăn ông Putin phát động chiến sự ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Về phía Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng những bình luận của Ngoại trưởng Kuleba càng cho thấy sự kém cỏi của giới lãnh đạo Ukraine. Truyền thông Nga ngày mùng 5 tháng 3 công bố video cho thấy, lực lượng nước này phóng tên lửa đạn đạo Iskander phá hủy một tổ hợp pháo phản lực HIMARS ven khu rừng gần làng Nikanorovka thuộc tỉnh Donetsk. Pháo HIMARS và các phương tiện đi cùng bốc cháy dữ dội sau khi bị tập kích. Roman Kostenko, thư ký Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo Quốc gia của Quốc hội Ukraine ngày mùng 8 tháng 3 cho hay, phải mất rất nhiều thời gian để căn chỉnh mục tiêu cho một tên lửa Iskander như vậy. Ông cho biết, dĩ nhiên pháo HIMARS luôn hoạt động ở hậu phương và chúng ta thấy rằng tình báo Nga đang nỗ lực săn lùng tổ hợp này. Ivan Stupak, cố vấn Ủy ban Tình báo Quốc phòng và An ninh Quốc gia tại Quốc hội Ukraine nhận định, Nga dường như triển khai vụ tập kích với hỗ trợ từ máy bay không người lái drone tầm cao. Một mặt, đây là dấu hiệu cho thấy năng lực của Nga, mặt khác, điều này chứng tỏ Ukraine đang thiếu các trạm radar tinh vi lẫn các tổ hợp phòng không tiền tuyến để bảo vệ các đơn vị trên mặt đất. Thỉnh thoảng chúng tôi thu được bằng chứng cho thấy drone Nga xâm nhập sâu 50 km. Dù chưa thể giúp Ukraine cân bằng hỏa lực trên chiến trường với Nga, nhưng pháo HIMARS vẫn cho thấy hiệu quả nhất định khi được sử dụng. Bộ Quốc phòng Nga hồi đầu năm thông báo vừa triển khai hệ thống radar phản pháo mới hiện đại nhất đến Ukraine để giúp phát hiện các vị trí đặt pháo, rocket của đối phương. Chớ trêu thay chỉ vài giờ sau, pháo HIMARS của Ukraine đã phá hủy một hệ thống radar này. Nội dung được đăng trên mạng xã hội của quân đội Ukraine kèm theo một video do máy bay không người lái quay. Đã đến giờ của HIMARS, một cú bắn hoàn hảo phá hủy một hệ thống radar phản pháo 1K148 Yastrep AV trị giá khoảng 250 triệu đô la Mỹ của Nga. Cuối tháng 2, lực lượng Ukraine dùng pháo phản lực HIMARS tập kích nơi đơn vị hải quân đánh bộ Nga tập trung diễu duyệt. Các quân nhân thuộc lữ đoàn hải quân đánh bộ số 155 của Nga tập trung đội hình để cấp trên kiểm tra và tổ chức diễu duyệt tại khu đất chống tại thị trấn Elenovka, tỉnh Donetsk, cách tiền tuyến miền đông Ukraine khoảng 12 km, hoàn toàn nằm trong tầm bắn của pháo phản lực cơ động cao HIMARS một máy bay không người lái cỡ nhỏ drone của Ukraine phát hiện Nga đang tập hợp giữa ban ngày và lập tức chuyển tọa độ cho khẩu đội HIMARS gần đó. Hai rocket M30-31, mỗi quả chứa 182.000 viên đạn bi, nhanh chóng được khai hỏa từ pháo HIMARS xuống mục tiêu. Truyền thông Ukraine cho hay, cuộc tập kích khiến 19 quân nhân Nga thiệt mạng, trong đó có một đại tá và hai sĩ quan khác. Chỉ huy lữ đoàn 155 là đại tá Mikhail Gudkov bị thương. Lực lượng Ukraine đã đăng video tập kích tổ hợp radar Zhupak-1 của Nga ở mặt trận phía đông, phá hủy khí tài trị giá khoảng 15 triệu đô la Mỹ này. Video do lực lượng đặc nhiệm Ukraine SSO đăng lên Telegram cho thấy thiết bị bay không người lái drone trinh sát của đơn vị Medoy đang làm nhiệm vụ trên hướng Liman ở tỉnh miền đông Donetsk đô thì phát hiện tổ hợp radar phản pháo Zhupak-1 của Nga di chuyển trên khu vực chống trải. Drone Ukraine tiếp tục theo dõi tổ hợp radar cho tới khi nó dừng lại ở một địa điểm có hàng rào che chắn dường như là nơi khí tài này dùng để ẩn nấp hoặc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Chiếc drone sau đó chuyển tọa độ cho đơn vị pháo binh và tên lửa Ukraine để tấn công mục tiêu. Lực lượng Ukraine sau đó liên tiếp tập kích vào vị trí đặt tổ hợp radar Zupak-1, tạo ra các vụ nổ và cột khói lớn. Video sau đó chuyển sang cảnh binh sĩ Nga, dường như là thành viên tổ vận hành hệ thống radar nằm lăn dưới đất sau khi cố gắng chạy thoát khỏi đòn tập kích. SSO không tiết lộ lực lượng Ukraine đã sử dụng khí tài nào để tấn công hệ thống radar Zupak-1, song cho biết riêng đơn vị Medoy đã hỗ trợ phá hủy 7 tổ hợp này từ đầu xung đột. Tuy nhiên, phía Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên. Theo đánh giá, tổn thất của Nga dường như không hoàn toàn giống nhận định của Ukraine. Nga vẫn nắm thế chủ động và kiểm soát được mức độ thiệt hại trong lúc giành được những thắng lợi đáng kể. Trước đây, tổn thất của máy bay chiến đấu Nga đã khiến quân đội nước này tạm thời giảm hoạt động của không quân trên khắp không phận Ukraine. Tuy nhiên, trong các tuần vừa qua, tỷ lệ tổn thất của máy bay quân sự Nga được cho là lại gia tăng và Nga vẫn chưa giảm hoạt động của lực lượng này. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISJK, có trụ sở ở Washington tiếp tục đánh giá rằng thông tin về Nga mất khoảng 15 máy bay quân sự và thậm chí một số phi công giàu kinh nghiệm là điều mà quân đội Nga khó xem nhẹ, trong bối cảnh Nga có thể chỉ còn khoảng 300 máy bay chiến đấu các loại thuộc dòng su khôi. Theo số liệu phía Ukraine đưa ra, những máy bay Nga bị bắn rơi trong tháng 2 năm 2024 gồm 10 chiếc tiêm cường kích Su-34, 2 chiếc tiêm kích hạng nặng Su-35, 2 máy bay radar tầm xa A-50. Khi kỳ bầu cử Nga sắp đến gần, Nga dồn sức tấn công Ukraine trên chiến trường, đặc biệt là tại miền Đông và ở thị trấn Adivka. Để bảo đảm chắc thắng, Nga đã mạnh dạn sử dụng không quân để yểm trợ cho lục quân tại đây, chấp nhận những rủi ro nhất định. Trước đó, hai bên chủ yếu huy động lục quân, pháo binh và UAV để giao chiến với nhau. Không quân Ukraine bé nhỏ, trong khi Nga chưa thiết lập được ưu thế trên không. Nga lúc ấy cẩn trọng gìn giữ lực lượng chiến đấu cơ của mình. Nhưng trong thời gian qua, Nga điều máy bay cường kích đến gần tiền tuyến để ném các trái bom uy lực có dẫn đường xuống hệ thống công sự Ukraine dọn đường cho bộ binh Nga tiến lên. Chiến thuật này đã phát huy tác dụng rõ rệt, giúp Nga dứt điểm được mục tiêu tại Adipka và chiếm trọn thành trì này, đồng thời có đà để đánh nóng ra xung quanh. Tuy nhiên khi đó, Nga đã phải chấp nhận rủi ro cho đội máy bay của mình do bay sát tiền tuyến và hứng chịu phản đòn từ phòng không và không quân Ukraina. Ukraina tuyên bố đã bắn hạ khoảng 15 máy bay chiến đấu các loại của Nga trong hơn 2 tuần qua. Mặc dù vậy, Nga chưa lên tiếng bình luận về tuyên bố này. Hơn nữa, các đồng minh phương Tây của Ukraina cũng không thể kiểm chứng độc lập được số liệu do Ukraina đưa ra. Do đó, con số máy bay Nga bị bắn rơi trong giai đoạn cuối của chiến dịch đánh chiếm thị trấn Adipka có thể thấp hơn mức Ukraine đưa ra và nằm trong ngưỡng chấp nhận được đối với Nga. Nga cũng sở hữu một máy bay chiến đấu tối tân thế hệ năm là Su-57, nhưng gần như không có thông tin về hoạt động tác chiến của máy bay này ở Ukraine. Chiến đấu cơ Su-57 được cho là sẽ tạo ra khác biệt nếu được triển khai trong xung đột Ukraine. Su-57 được bàn giao cho quân đội Nga vào năm 2020, nhưng số lượng máy bay loại này trong kho của Nga là rất nhỏ, cũng có ít bằng chứng về hoạt động của loại máy bay này trên bầu trời Ukraine. Thông tin từ phía Nga chủ yếu nói rằng máy bay này phóng tên lửa từ các vị trí cách xa đáng kể tiền tuyến. Bộ Quốc phòng Anh vào năm 2023 từng đánh giá rằng Nga đang tránh nguy cơ bị lộ công nghệ nhạy cảm của Su-57 nếu máy bay gặp vấn đề trên chiến trường Ukraine. Bất cứ sự cố nào với Su-57 ở Ukraine cũng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh quân đội Nga cũng như làm giảm cơ hội xuất khẩu vũ khí của Nga. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga mới đây, không quân Nga đã triển khai máy bay chiến đấu Su-34 để tiến hành các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các đơn vị bộ binh và thiết giáp Ukraine gần Kuban. Bộ nhấn mạnh rằng khả năng lướt của bom cho phép Su-34 thực hiện các cuộc tấn công từ ngoài tầm phòng không của đối phương và tất cả các máy bay Su-34 đều quay trở lại căn cứ an toàn sau cuộc tấn công. Việc sử dụng bom lượn giúp máy bay giảm thiểu rủi ro hơn nhiều so với dùng bom trọng lực thông thường, vì bom thường phải được thả từ vị trí gần mục tiêu, khiến máy bay tấn công rất dễ bị hệ thống phòng không đối phương bắn hạ. Đây cũng được cho là giải pháp thay thế ít tốn kém hơn nhiều so với việc sử dụng tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo phóng từ trên không nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác cao khi tấn công mục tiêu. Nhờ được trang bị các hệ thống dẫn đường chính xác cho phép những quả bom lượn tiêu diệt mục tiêu hiệu quả hơn nhiều, đồng thời giúp giảm đáng kể số lần xuất kích cần thiết của phi công. Bên cạnh đó, bom lượn được thả từ độ cao lớn hơn, giúp chúng bay xa lên tới 70 km, đồng thời giúp các máy bay an toàn hơn trước các hệ thống phòng không tầm ngắn trên mặt đất được dẫn đường bằng tia hồng ngoại. Chiến đấu cơ Su-34 được đánh giá cao nhờ có tầm bay xa thuộc top đầu trên thế giới và còn có thể mang tải trọng lớn, tương đương với tải trọng của những loại máy bay ném bom hạt nhân thế hệ đầu. Su-34 là lực lượng chiến đấu cơ quan trọng hàng đầu của không quân Nga kể từ khi bùng nổ xung đột ở Ukraine. Các nguồn tin phương Tây ước tính rằng có khoảng 20 chiếc đã bị mất trong kế hoạch quân sự kéo dài 2 năm qua, trung bình khoảng một máy bay mỗi tháng. Lý do chính là gặp tai nạn hoặc bị vũ khí phòng không trên mặt đất của Ukraine bắn hạ. Việc lực lượng không quân Nga sử dụng bom lượn ngày càng phổ biến đã được các nguồn tin phương Tây và Ukraine liên tục nhấn mạnh kể từ giữa năm 2023 cùng thời điểm mà ngành quốc phòng Nga thông báo việc mở rộng năng lực sản xuất những loại bom này. Người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine, đại tá Yuri Inat, đã cảnh báo vào ngày 2 tháng 5 năm 2023 về mối đe dọa mà những loại vũ khí này gây ra. Những quả bom đó có thể bay khoảng 70 km và chúng có thể nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng quan trọng như trường mẫu giáo, khu dân cư, các cơ sở giáo dục và y tế. Nhưng phòng không của chúng ta không hiệu quả trước bom lượn, vì vậy chúng ta phải cố gắng hạ gục các máy bay Su-34 mang loại bom này. Nhiều binh sĩ Ukraina hồi tháng 1 chia sẻ với New York Times những đợt không kích sử dụng bom lượn của Nga đã tạo ra sức tàn phá bổ sung, bổ sung thêm sức tàn phá cho các cuộc tấn công bằng pháo binh gần như liên tục kể từ mùa xuân. Họ nhấn mạnh những quả bom này mang theo tới 500 kg chất nổ và do đó có thể phá hủy các hầm ngầm kiên cố. Một quân nhân đã so sánh tác động từ các cuộc tấn công bằng bom lượn của Nga với cổng địa ngục nhấn mạnh rằng lực lượng không quân Nga sẽ gửi chúng từng đôi một và tám quả trong một giờ. Cảm giác giống như một chiếc máy bay phản lực lao xuống vị trí của bạn. Việc Ukraine không thể duy trì được lực lượng máy bay chiến đấu có người lái thường xuyên trên bầu trời đã khiến lực lượng mặt đất của nước này gặp nhiều bất lợi, trong khi Nga vẫn tăng cường các lực lượng pháo binh và tên lửa đạn đạo mới trên chiến trường. Loại bom lượn mới nhất của Nga, bpk 500 Udren, dự kiến sẽ được đưa vào sản xuất trên quy mô lớn trước cuối năm nay và có thể sẽ ra mắt chiến đấu trên thực tế. Việc sản xuất máy bay chiến đấu tấn công Su-34 cũng đang được Nga mở rộng từ năm 2013 và các khung máy bay được bàn giao từ giữa năm 2022 sẽ được nâng cấp lên tiêu chuẩn Su-34M hiện đại hơn. Trong chuyến công du châu Âu hồi tuần trước, đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á à Âu Lý Huy đã đề cập tầm quan trọng của việc Nga tham gia hội nghị thượng đỉnh Ukraine. Điểm đến đầu tiên trong chuyến công du của ông Lý Huy là Moscow. Theo SMB, sau đó, nhà ngoại giao này thông báo với châu Âu hai điều kiện tiết quyết để Nga bắt đầu đàm phán là phương Tây ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine và bãi bỏ sắc lệnh về đàm phán với Moscow. Phần lớn các nước châu Âu phản đối việc mời Nga và đặc phái viên này chỉ nhận được sự ủng hộ từ Thụy Sĩ. Về nhiều mặt, lập trường của các nước thành viên Liên minh châu Âu EU sẽ phụ thuộc vào việc Kiev có muốn có sự hiện diện của phái đoàn Nga hay không. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ở Ankara, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ phản đối việc Nga tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình. Theo ông Zelensky, Kiev muốn đạt được một nền hòa bình công bằng và không muốn thấy đại diện của Nga tại hội nghị thượng đỉnh như vậy. Trước tiên, các nước văn minh sẽ xây dựng kế hoạch, chỉ sau đó đại diện của Nga mới được mời. Tại cuộc họp báo này, Tổng thống Erdogan tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sẵn sàng tổ chức và tiến hành hội nghị thượng đỉnh hòa bình có Nga và Ukraine tham dự. Hồi cuối tháng 2, ông Zelensky đã công bố về một hội nghị thượng đỉnh dựa trên công thức hòa bình do ông khởi xướng, dự kiến sẽ diễn ra trong vài tháng tới. Trước đó, Ukraine đã nỗ lực thuyết phục Trung Quốc ủng hộ kế hoạch hòa bình gồm 10 điểm của ép, gồm các yêu cầu như khôi phục toàn bộ lãnh thổ nước này, Nga phải rút toàn bộ quân khỏi Ukraine, phải đảm bảo nguồn cung năng lượng cũng như thực phẩm, đảm bảo an toàn hạt nhân và thả toàn bộ tù nhân chiến tranh. Trung Quốc là đối tác thân thiết của Nga. Bất chấp sức ép từ phương Tây sau khi xung đột Ukraine bùng phát, Mỹ đầu năm ngoái nghi ngờ Trung Quốc chuẩn bị cung cấp vũ khí cho Nga, điều mà Bắc Kinh kiên quyết bác bỏ các quan chức trung quốc năm ngoái cũng đã tăng cường nỗ lực để thể hiện nước này muốn làm trung gian tiềm năng trong việc đàm phán hòa bình tuy nhiên các nhà phân tích cho rằng khó có khả năng bắc kinh coi thời điểm hiện tại là phù hợp bởi họ có thể tận dụng để tăng cường các mối quan hệ với nga lên mức chưa từng có bà yun sun giám đốc chương trình trung quốc tại trung tâm nghiên cứu steam sơn có trụ sở ở washington cho biết trung quốc cho rằng họ đã đóng vai trò quan trọng trong việc hướng tới hòa bình tuy nhiên đó chỉ là phiên bản hòa bình của trung quốc không phải là điều ông zelensky muốn thấy Năm ngoái, sau khi nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình nói chuyện với Tổng thống Zelensky lần đầu, khoảng 14 tháng sau khi xung đột xảy ra, Bắc Kinh đã cử một đặc phái viên tới cả Kiev và Moscow. Đề xuất hòa bình của Bắc Kinh không giống như yêu cầu của Ukraine, đó là kêu gọi ngừng bắn mà Nga không cần rút quân khỏi các khu vực đã sắp nhập. Các nhà phân tích cho rằng, tại Davos, Trung Quốc đã không thể hiện bất kỳ một nỗ lực nào nhằm chấm dứt xung đột. Khi giao tranh bế tắc và không có bước lùi ở bên nào, Trung Đông đang trở thành tâm điểm sự chú ý của toàn cầu. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Latvia kêu gọi những công dân nước này ở Nga hãy thận trọng và tránh tụ tập đông người do có thể xảy ra các cuộc tấn công khủng bố ở Moscow trong vòng 48 giờ tới. Thông báo được đưa ra sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Moscow đưa ra cảnh báo về các cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra trong vòng 48 giờ tới. Trước đó một ngày, Đại sứ quán Mỹ cho biết Họ đang theo dõi các báo cáo cho thấy những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch nhắm mục tiêu vào các cuộc tụ tập lớn ở Moscow. Sau cảnh báo, Vương quốc Anh đã đưa ra cảnh báo tương tự, khuyến nghị công dân Anh không nên đến Nga vì lý do rủi ro và mối đe dọa khủng bố. Tương tự là Đức cũng kêu gọi công dân của mình và những người có hai quốc tịch không đến Nga trong thời gian tới. Đồng thời tuyên bố trên trang web của chính phủ rằng Đại sứ quán Đức tại Moscow và Tổng lãnh sự quán tại Saint Petersburg sẽ đóng cửa vào ngày 8 tháng 3 năm 2024. Estonia hôm qua cũng đã yêu cầu công dân của mình cẩn thận hơn bình thường và tránh các cuộc tụ tập nơi công cộng do mối đe dọa khủng bố. Trước đó, Đại sứ quán Mỹ đã phát một tuyên bố trên trang web đầu giờ sáng ngày 8 tháng 3 giờ Moscow có nội dung Đại sứ quán đang theo dõi các thông tin rằng những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch tấn công các cuộc tụ tập đông người ở Moscow, trong đó có cả các buổi hòa nhạc, đồng thời khuyến cáo công dân Mỹ tránh các cuộc tụ tập đông người trong 48 giờ tới. Đại sứ quán Mỹ cũng kêu gọi người Mỹ luôn cảnh giác và theo dõi các phương tiện truyền thông Nga để biết thông tin cập nhật. Đại sứ quán Mỹ không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về cảnh báo này. Chính quyền Nga chưa bình luận về khuyến cáo này. Cảnh báo được đưa ra vài giờ sau khi cơ quan an ninh liên bang Nga FSB thông báo đã chặn âm mưu tấn công của một nhóm thuộc tổ chức nhà nước hồi giáo IS tự xưng nhằm vào một giáo đường do thái ở Moscow. Theo FSB, một nhóm của IS đang hoạt động ở vùng Kaluga của Nga. Nhóm này thuộc IS ISK hay IS Khorasan, nhánh của IS tại Afghanistan. IS ISK lần đầu xuất hiện ở miền đông Afghanistan vào cuối năm 2014 và khét tiếng về độ tàn bạo. FSB cho biết nhóm cực đoan này đang chuẩn bị dùng súng tấn công các giáo đường do Thái ở Moscow. Các thành viên của nhóm đã bị bắn hạ khi chống trả đặc nhiệm Nga. FSB cho biết thêm vũ khí, đạn cùng một số thiết bị dùng làm bom tự chế của nhóm này đã bị tịch thu. Trong một diễn biến liên quan, ngày 7 tháng 3, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại sứ Mỹ Lin Tracy, yêu cầu đại sứ quán Mỹ cắt đứt mọi quan hệ với ba tổ chức phi chính phủ do Mỹ tài trợ mà hoạt động gần đây đã bị cấm ở Nga. Cụ thể, Bộ ngoại giao Nga đã trao công hàm phản đối cho đại sứ Mỹ, qua đó yêu cầu ngừng hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ của Mỹ, gồm Hội đồng giáo dục quốc tế Mỹ, quan điểm văn hóa và viện giáo dục quốc tế Mỹ, đồng thời cảnh báo nếu vẫn tiếp tục thì Moscow sẽ coi đó là hành động vi phạm luật pháp Nga. Bộ ngoại giao Nga cũng yêu cầu đại sứ quán Mỹ xóa khỏi trang web và mạng xã hội danh sách các tổ chức phi chính phủ không được hoan nghênh. Bộ ngoại giao Nga còn cảnh báo trục xuất nhân viên đại sứ quán Mỹ nào tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của Liên bang Nga. Bộ này nêu rõ, ý đồ can thiệp vào công việc nội bộ của Liên bang Nga, bao gồm thông qua các hành động lật đổ và truyền bá thông tin sai sự thật trong bối cảnh bầu cử và chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ bị ngăn chặn một cách kiên quyết và dứt khoát. Phát ngôn viên văn phòng chương trình hỗn hợp F-35, GPO, ông Rus Gomare mới đây cho biết, máy bay chiến đấu F-35A đã được chứng nhận có khả năng mang bom trọng lực nhiệt hạch B-61-12. Trong một tuyên bố, ông Roy Mare cho hay, chứng nhận về khả năng của F-35A như trên đã đạt được vào ngày 12 tháng 10 năm 2023. Một số chiếc F-35A hiện nay sẽ có khả năng mang B-61-12, chính thức biến máy bay chiến đấu tàng hình này trở thành máy bay có khả năng kép, có thể mang cả vũ khí thông thường lẫn hạt nhân. Ông Roy Mare nhấn mạnh, F-35A là máy bay có khả năng hạt nhân thế hệ thứ 5 đầu tiên và là máy bay chiến đấu hoặc máy bay ném bom đầu tiên đạt được trạng thái này kể từ thập niên 1990. F-35A đã đạt được chứng nhận hạt nhân trước thời hạn, cung cấp cho Mỹ và NATO khả năng quan trọng nhằm hỗ trợ các cam kết răn đe mở rộng của Mỹ sớm hơn dự kiến. Chứng nhận mang bom hạt nhân này chỉ áp dụng cho dòng F-35A trong biên chế không quân Mỹ và các nước đồng minh, không có hiệu lực với phiên bản F-35B có khả năng hạ cánh thẳng đứng và tiêm kích hạm F-35C của Thủy quân Lục chiến và Hải quân. B-61-12 là dự án nâng hạn sử dụng cho dòng bom hạt nhân chiến thuật B-61, được triển khai từ thời chính quyền Obama. Mỹ không chế tạo thêm đầu đạn hạt nhân cho dòng B-61-12 mà tái sử dụng đầu đạn trên những quả bom đời cũ và trang bị hệ thống dẫn đường mới cho chúng. Bom hạt nhân chiến thuật B-61-12 có thể trang bị hệ thống dẫn đường vệ tinh, mang đầu đạn mạnh tương đương 50.000 tấn thuốc nổ TNT. Kích thước của nó đủ nhỏ để nằm gọn trong khoang vũ khí trong thân tiêm kích F-35A. Bom B-61-12 được coi là vũ khí nguy hiểm nhất trong kho vũ khí hạt nhân của Mỹ do có độ chính xác và tính tùy biến cao dự án B6112 có tổng giá trị 10 tỷ đô la Mỹ, trong đó mỗi quả bom hoàn chỉnh nặng 320 kg và có giá là 28 triệu đô la Mỹ, cao gấp 1,5 lần khối vàng dòng có cùng trọng lượng. Gần đây, trong một bài phát biểu về tình hình an ninh trong và ngoài nước, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, NG Enghen tiết lộ rằng các tiêm kích F-35 của Mỹ đã tham gia xung đột tại Ukraine. Nội dung trên được ông đưa ra khi trả lời câu hỏi về các tiêm kích F-35 do Singapore mua của Mỹ. Ông cho biết Singapore đã đánh giá F-35 từ năm 2004. Sau đó, F-35 được không quân các nước điều động tham gia những sứ mệnh thực thụ, cũng là thử nghiệm sau cùng của bất cứ sự đánh giá nào, thử nghiệm sau cùng của bất cứ nền tảng chiến đấu nào, ông cho biết. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore nêu ví dụ rằng, Mỹ và Anh đã sử dụng F-35 để tập kích thành công nhằm vào tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Trung Đông. Gần đây hơn, Mỹ đã sử dụng máy bay F-35 của mình để định vị và xác định các địa điểm tên lửa đất đối không của các đơn vị Nga ở Ukraine và thông tin này đã được chia sẻ với các nước NATO, ông cho biết. Tuy nhiên, hãng Sputnik ngày 5 tháng 3 dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ phủ nhận thông tin nước này vận hành các tiêm kích F-35 ở Ukraine. Nhưng NG Enhan cho biết, đây không phải là nơi để tôi phát biểu thay mặt Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore hoặc cố gắng làm rõ những bình luận của ông ấy. Tôi có thể xác nhận rằng Mỹ không bay F-35 ở Ukraine, theo phát ngôn viên trên. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Xeesho hôm 7 tháng 3 đề cập bài phát biểu thông điệp liên bang của Tổng thống Joe Biden. Ông ấy trông thật giận dữ trong lúc phát biểu, đó là dấu hiệu của những người biết mình đang mất kiểm soát. Sự nóng giận và những lời hô hào sẽ không thể mang đất nước của chúng ta trở lại. Cựu Tổng thống Mỹ phủ nhận chỉ trích cúi đầu trước Tổng thống Nga Vladimir Putin và cho rằng Tổng thống Biden đã tặng Ukraine cho Nga. Ông Trump cũng đề cập tình trạng lạm phát gia tăng và lên án chính sách nhập cư dưới thời Tổng thống Biden, mô tả dự luật an ninh biên giới được ông chủ Nhà Trắng ủng hộ là thảm họa có thể cho phép ít nhất 5.000 người nhập cư vào Mỹ mỗi ngày. Ông Trump cho hay đây có thể là thông điệp liên bang đầy giận dữ và tồi tệ nhất trong lịch sử. Thông điệp liên bang là bài phát biểu thường niên, trong đó Tổng thống Mỹ đề cập đến hiện trạng đất nước và các ưu tiên cho tương lai. Sự kiện này bắt nguồn từ yêu cầu của hiến pháp Mỹ rằng tổng thống phải cung cấp thông tin cho quốc hội về tình trạng liên bang. Giáo sư Donna Hoffman tại Đại học Northern Iowa nước Mỹ nhận định thông điệp liên bang đem đến cho các tổng thống Mỹ một sân khấu lớn để phát biểu trước cả quốc hội và công chúng nước này. Theo kênh CNN của Mỹ, đây có thể là cơ hội lớn nhất của tổng thống Biden trong năm nay để tiếp cận hàng triệu cử tri đang cân nhắc về việc bỏ phiếu cho ông hay cựu tổng thống Donald Trump hoặc không bỏ phiếu cho ai cả. Trong ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 tới, nền kinh tế Mỹ đang vận hành tốt hơn hầu hết các nước có thu nhập cao với tốc độ tăng trưởng việc làm, tiền lương và chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, qua các cuộc thăm dò ý kiến, nhiều cử tri của Đảng Cộng hòa phản hồi rằng họ không hài lòng với nền kinh tế, nhìn chung người Mỹ đánh giá cựu tổng thống Donald Trump cao hơn về các vấn đề kinh tế. Nhiều khả năng tổng thống Biden sẽ đại diện Đảng Dân chủ để đối đầu với người tiền nhiệm Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. Ông Trump đã giành chiến thắng tại 15 trên 16 tiểu bang trong ngày bầu cử siêu thứ ba, trong khi đối thủ trong đảng Cộng hòa của cựu Tổng thống là bà Nikki Haley chỉ có duy nhất một chiến thắng tại Vermont. Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cũng quyết định rời khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò gần đây cho kết quả Tổng thống Biden và người tiền nhiệm Trump đang ngang nhau trên đường đua vào Nhà Trắng. Bloomberg đưa tin, mức chi tiêu quốc phòng được đề xuất của Mỹ là khoảng 849,8 tỷ đô la Mỹ cho năm tài khoá 2025. Trong đó, Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến sẽ cắt giảm các đơn đặt hàng đối với máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ 5 và tàu ngầm lớp Virginia. Hãng tin Mỹ trích dẫn các nguồn tin nói rằng, việc cắt giảm phản ánh quyết định của Washington nhằm giảm ngân sách cho mua sắm, nghiên cứu và phát triển so với dự kiến trước đó, vì chính quyền Tổng thống Joe Biden đang tìm cách tăng chi tiêu quốc phòng thêm 1% trong năm tài chính 2025. Theo các nguồn thạo tin, Washington sẽ yêu cầu Quốc hội Mỹ phê duyệt 167,5 tỷ đô la Mỹ để mua sắm hệ thống vũ khí và 142 tỷ đô la Mỹ cho lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, phù hợp với đề xuất ngân sách quốc phòng năm 2025. Động thái này diễn ra khi Quốc hội Mỹ vẫn chưa phê duyệt biện pháp chi tiêu cho năm tài chính 2024 và bật đèn xanh cho dự luật bổ sung về an ninh quốc gia. Trước đó, Lầu Năm Góc đã đề xuất mua 83 chiếc F-35 mới, nhưng con số này hiện sẽ giảm xuống chỉ còn 70 chiếc tiết kiệm được 1,6 tỷ đô la Mỹ. Tương tự, đề xuất của Hải quân Mỹ về các tàu ngầm lớp Virginia cũng sẽ giảm từ 2 chiếc xuống 1 chiếc, giúp tiết kiệm được hơn 2 tỷ đô la Mỹ chi tiêu quốc phòng. Hồi cuối năm 2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành đạo luật Ủy quyền Quốc phòng NDAA năm 2024 cho phép chi tiêu quân sự ở mức kỷ lục 886 tỷ đô la Mỹ, đi kèm theo đó là các chính sách như viện trợ cho Ukraine. Đạo luật trên liên quan đến việc tăng lương cho quân nhân, mua tàu chiến và máy bay, cho đến các chính sách nhiều hỗ trợ cho các đối tác nước ngoài. Đạo luật dài gần 3.100 trang này kêu gọi tăng lương 5,2% cho quân nhân và tăng tổng ngân sách quốc phòng thêm khoảng 3% lên 886 tỷ đô la Mỹ. Việc thông qua NDAA mới, chính quyền của Tổng thống Biden được cho là sẽ đầu tư tăng cường năng lực quân sự nhằm cạnh tranh với Trung Quốc và Nga, đồng thời tăng cường khả năng phòng thủ và gian đe tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với các đồng minh như Anh và Australia. Bên cạnh đó, với 339 phiếu thuận và 85 phiếu chống, Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua một gói gồm 6 luật chi tiêu, trị giá 460 tỷ đô la Mỹ nhằm ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa một phần. Động thái trên được đánh giá là giúp mở đường cho một giải pháp nhằm chấm dứt tranh cãi kéo dài về ngân sách liên bang. Quốc hội nước này vẫn chưa phê duyệt 12 dự luật chi tiêu hàng năm của ngân sách liên bang, khiến một số cơ quan chính phủ phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa từ ngày 9 tháng 3. Cuộc bỏ phiếu về gói dự luật chi tiêu đầu tiên dành cho các bộ gồm nông nghiệp, tư pháp, nội vụ, giao thông, nhà ở, cựu chiến binh, thương mại và năng lượng được Hạ viện Mỹ tiến hành sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng giữa hai đảng, giúp nước này tiến gần hơn đến việc duy trì nguồn tài trợ cho chính phủ đến cuối tài khóa hiện nay, kết thúc vào ngày 30 tháng 9 tới. Hạ viện Mỹ đã nhất trí bổ sung 1 tỷ đô la Mỹ cho chương trình dinh dưỡng liên bang dành cho các bà mẹ có thu nhập thấp và con của họ, ưu tiên tài trợ chính của Đảng Dân chủ đồng thời tăng hỗ trợ tiền thuê nhà và tăng chi tiêu cho cựu chiến binh. Tuy nhiên, ngân sách dành cho các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật vốn thường xuyên nằm trong tầm ngắm của Đảng Cộng hòa, trong đó có Cục Điều tra Liên bang FBI, Cơ quan Bảo vệ Môi trường và Cục Quản lý Rượu bia, Thuốc lá, Súng và Chất nổ bị cắt giảm từ 6 đến 10%. Cuộc bỏ phiếu diễn ra một ngày trước khi Tổng thống Joe Biden dự kiến đọc thông điệp liên bang hàng năm. Bài phát biểu được cho mang tính quyết định sự nghiệp khi ông Biden tranh cử nhiệm kỳ thứ hai trước đối thủ của Đảng Cộng Hòa là cựu Tổng thống Donald Trump. Sau khi được Hạ viện thông qua, gói dự luật chi tiêu này vẫn cần được Thượng viện phê chuẩn trước khi Tổng thống Biden có thể ký ban hành thành luật và ngăn chặn việc chính phủ phải đóng cửa một phần. Nhật báo Hayom của Israel cho biết, các quan chức Israel đã thảo luận về việc trang bị vũ khí cho một số thường dân ở giải Gaza để bảo đảm an ninh cho các đoàn xe viện trợ vào khu vực này. Đây là một phần trong kế hoạch mở rộng nguồn hỗ trợ nhân đạo sau khi giao tranh kết thúc. Tờ báo trên cho biết, những thường dân được trang bị vũ khí sẽ không có liên hệ với các nhóm chiến binh bao gồm Hamas, nhưng vẫn chưa rõ họ có thể là ai. Cũng theo nhật báo Hayom của Israel, thủ tướng Benjamin Netanyahu đã hoãn đưa ra quyết định về vấn đề này. Trong khi đó, chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden đang tăng cường chỉ trích việc tiến hành các hoạt động quân sự của Israel ở Gaza dẫn tới ngăn cản các hoạt động cứu trợ nhân đạo quốc tế của nước này. Song song đó, Mỹ vẫn duy trì các thương vụ buôn bán vũ khí bí mật cho Israel. Theo tờ Washington Post, Mỹ được cho là đã tiến hành hơn 100 thương vụ bán vũ khí, gồm hàng ngàn quả bom và vũ khí sát thương khác cho Israel kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Hamas Israel. Tuy nhiên, nó không gây chú ý và tránh được sự giám sát của quốc hội vì mỗi giao dịch đều dưới mức tiền phải được quốc hội chấp thuận. Các quan chức chính quyền Joe Biden cho biết đã thông báo cho Quốc hội Mỹ về việc bán 100 gói nhỏ quân sự cho Israel trong một cuộc họp ngắn. Tuy nhiên, thông tin về các giao dịch rất ít do các đơn hàng được chia nhỏ và thực hiện bí mật. Nhiều đồn đoán cho rằng chính quyền Tổng thống Biden đã khai thác các lỗ hổng trong luật để tiến hành các giao dịch buôn bán khí tải quân sự. Đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí của Mỹ đã đặt ra những ngoại lệ quan trọng đối với việc bán vũ khí cho các đồng minh thân cận, trong đó giới hạn mức trần 25 triệu đô la Mỹ cho thiết bị quốc phòng lớn, được định nghĩa là các thiết bị đắt đỏ, đòi hỏi nhiều về nghiên cứu và phát triển nhưng lại giới hạn mức lên đến 100 triệu đô la Mỹ cho những trang bị quốc phòng khác như bom. Chính quyền Mỹ đã lập luận rằng hoạt động này là một phần trong cam kết cơ bản của Mỹ đối với khả năng tự vệ của Israel. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Matthew Miller phát biểu: "Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ chiến dịch của Israel để đảm bảo rằng sự kiện tấn công ngày 7 tháng 10 năm ngoái không thể lặp lại. Chúng tôi đã cung cấp viện trợ quân sự cho Israel vì nó phù hợp với mục tiêu trên. Chúng tôi hỗ trợ chiến dịch quân sự hợp pháp của Israel phù hợp với luật nhân đạo quốc tế." Trong khi đó, Ngày 8 tháng 3, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết hệ thống cảng tạm thời mà Mỹ đang tìm cách xây dựng để tăng tốc viện trợ cho giải Gaza sẽ mất lên tới 60 ngày để hoàn thành và có sự tham gia của khoảng 1.000 binh sĩ. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết việc chấp nhận ngừng bắn nhằm cho phép thêm viện trợ nhân đạo vào giải Gaza và mở đường cho các cuộc đàm phán về một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột là tùy thuộc vào Hamas. Trước cuộc gặp với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, ông Blinken cho biết washington vẫn đang thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa israel và hamas ngoại trưởng mỹ nói vấn đề là liệu hamas có quyết định thực hiện lệnh ngừng bắn hay không để có lợi cho tất cả mọi người chúng tôi đang làm việc chăm chỉ và chúng tôi sẽ xem họ làm gì